chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Quỳ Châu. Chương trình hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý sau đây. Ban chấp hành huyện, Đảng bộ khóa 24, phiên họp lần thứ 27. Thường trực huyện ủy làm việc với Đảng ủy thị trấn Tân Lạc. Huyện đoàn Quỳ Châu hướng về vùng cao biên giới. Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội người cao tuổi Việt Nam. Cuối chương trình Mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự Quỳ Châu chủ động phòng ngừa bệnh đạo ôn trên lúa xuân năm 2015. Bây giờ là nội dung chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ngày 30 tháng 3 năm 2015, Ban chấp hành Đảng Bộ huyện Quỳ Châu đã tổ chức hội nghị lần thứ 27. Đồng chí Lang Văn Chiến, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đồng chí ủy viên ban chấp hành đã nghe và thảo luận các nội dung gồm Nghe và cho ý kiến về dự thảo báo cáo chính trị của ban chấp hành Đảng bộ khóa 24 trình đại hội khóa 25. Nghe và cho ý kiến về dự thảo báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 24 trình đại hội khóa 25. Nghe kế hoạch công tác chuẩn bị phục vụ đại hội Đảng bộ huyện. Tình hình kinh tế xã hội, công tác đầu tư xây dựng cơ bản quý 1 năm 2015. Theo đánh giá dự thảo báo cáo chính trị, 5 năm qua Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Quỳ Châu triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ 24 trong điều kiện có những thuận lợi. Như Đảng, nhà nước tiếp tục có những cơ chế, chính sách đặc thù ưu tiên đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc miền núi, tạo điều kiện thuận lợi cho huyện phát triển. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, các ban ngành cấp tỉnh quan tâm lãnh đạo chỉ đạo cộng với thành quả phát triển các lĩnh vực từ nhiệm kỳ trước đã tạo cơ sở nền tảng quan trọng cho huyện phát triển. Các cấp, các ngành, cán bộ nhân dân huyện nhà đoàn kết, đồng thuận, quyết tâm khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đại hội đảng bộ khóa 24 đã đề ra và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, trong 5 năm qua, tình hình kinh tế thế giới, trong nước có nhiều biến động. Thiên tai, dịch bệnh xảy ra bất thường gây ảnh hưởng không nhỏ tới đầu tư, sản xuất kinh doanh các lĩnh vực đời sống xã hội của huyện, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, trình độ dân trí không đồng đều, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội còn thiếu và yếu, chưa đáp ứng nhu cầu thực tế của địa phương. Chiều cùng ngày, đại biểu tiếp tục nghe dự thảo kiểm điểm ban chấp hành, nghe kết quả kinh tế xã hội quý 1, công tác đầu tư xây dựng cơ bản những tháng đầu năm. Thảo luận về các vấn đề như công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp Định hướng, mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế xã hội, công tác đầu tư xây dựng cơ bản quý 2. Thời gian tới, ban chấp hành tiếp tục phân công các ủy viên trên từng lĩnh vực phụ trách, tiếp tục bám nắm cơ sở, chỉ đạo các ban ngành liên quan thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra, nhất là tập trung vào các mục tiêu, chỉ tiêu chưa đạt, khó đạt để hoàn thành đạt chỉ tiêu đại hội Đảng bộ huyện khóa 24 đã đề ra. Sáng ngày 31 tháng 3 năm 2015, huyện Quỳ Châu đã tổ chức hội nghị quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị trung ương 10 khóa 11 và học tập chuyên đề năm 2015, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh cho hơn 200 cán bộ cốt cán của huyện. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe những nội dung cơ bản của nghị quyết hội nghị lần thứ 10 Ban tiếp hành Trung ương Đảng khóa 11, gồm dự thảo báo cáo chính trị, dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội 5 năm, năm 2011-2015 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 5 năm, năm 2016-2020. Dự thảo báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận thực tiễn qua 30 năm đổi mới năm 1986 năm 2016 và một số vấn đề liên quan khác, triển khai học tập chuyên đề năm 2015 và học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh. Trên cơ sở đó, các cơ quan đơn vị sẽ tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu được tầm quan trọng của nghị quyết hội nghị lần thứ 10, ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 và tham gia góp ý xây dựng các dự thảo văn kiện Đại hội 12 của Đảng tại Đảng bộ địa phương, đơn vị một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp. Theo kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy, sau hội nghị này, Đảng bộ các xã thị trấn, các chi bộ trực thuộc tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai nghị quyết Trung ương 10 khóa 11 tới cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Chiều ngày mùng 1 tháng 4 năm 2015, Thường trực huyện ủy đã có buổi làm việc với Đảng ủy thị trấn Tân Lạc để kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ thị trấn. Đồng chí Lang Văn Chiến, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy chủ trì hội nghị. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nghe một số kết quả chính. Việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015, tình hình và kết quả triển khai thực hiện chỉ thị 36 CTTU và các văn kiện liên quan của Trung ương, tỉnh huyện việc cụ thể hóa các văn bản của các cấp trên thành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp mình, việc thành lập, phân công các thành viên tiểu ban đại hội, phân công ban thực vụ, ban chấp hành chỉ đạo đại hội, các chi bộ trực thuộc, việc chuẩn bị hội thảo và kế hoạch tổ chức lấy ý kiến báo cáo chính trị, nghị quyết đại hội thị trấn và công tác nhân sự. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí Thư Huyền Ủy đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của Đảng Bộ Thị trấn Tân Lạc trong công tác chuẩn bị nội dung các văn bản và công tác nhân sự. Tuy nhiên, báo cáo chính trị còn dài, chưa có mục tiêu trọng tâm, trọng điểm. Các mục tiêu đưa ra còn thấp, chưa xứng tầm với trung tâm kinh tế chính trị của huyện. Đảng ủy thị trấn cần tiếp tục ra soát lại công tác chuẩn bị đại hội, tiếp tục chỉnh sửa, hoàn chỉnh hệ thống văn bản phục vụ tốt cho đại hội. Đồng thời, đề mạnh công tác tuyên truyền và phát động các phong trào thi đua hướng tới đại hội. nhân kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội Người Cao Tuổi Việt Nam ngày 10 tháng 5 năm 1995, ngày 10 tháng 5 năm 2015. Chiều ngày 1 tháng 4, Ban đại diện Hội Người Cao Tuổi huyện Quỳ Châu đã tổ chức buổi lễ kỷ niệm ôn lại truyền thống của hội và tổng kết 5 năm phong trào thi đua yêu nước, tuổi cao, gương sáng. Tại hội nghị, các đại biểu đã ôn lại quá trình thành lập và hoạt động của Hội Người Cao Tuổi Việt Nam, ý nghĩa của việc thành lập hội, và những kết quả hoạt động của Hội Người Cao Tuổi Việt Nam, cũng như Ban Đại diện Hội Người Cao Tuổi huyện Quỳ Châu qua 20 năm hình thành và phát triển. Đến nay, toàn huyện có 12 tổ chức cơ sở, 146 chi hội với hơn 5.341 hội viên. Phát huy vai trò tuổi cao gương sáng, hiện toàn huyện có 81% người cao tuổi trực tiếp sản xuất hoặc hướng dẫn con cháu sản xuất kinh doanh. Trong đó, có 237 cụ là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, 23 cụ là chủ trang trại, chủ doanh nghiệp. Hàng năm có trên 95% gia đình hội viên người cao tuổi được công nhận gia đình văn hóa. Ngoài ra, thế hệ người cao tuổi luôn gương mẫu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các phong trào xây dựng nông thôn mới, góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ chính quyền địa phương trong sạch vững mạnh. Nhân dịp này, ban tổ chức đã trao bằng khen của Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam cho 3 tập thể, 2 cá nhân và tặng giấy khen của các cấp, các ngành cho 16 tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc giai đoạn 2010-2015. Sáng ngày mùng 1 tháng 4 năm 2015, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Quỳ Châu tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng khóa 2 năm 2015. Sau 5 ngày tham gia lớp học, hơn 70 đoàn viên thanh niên ưu tú sẽ được tiếp thu các kiến thức thông qua 5 chuyên đề, bao gồm: tình hình chính trị, kinh tế xã hội của huyện nhà thời gian qua, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, một số nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Cũng trong thời gian tham gia lớp học, các học viên còn được trao đổi, thảo luận và giải đáp các vấn đề còn thắc mắc. Kết thúc khóa học, các học viên viết bài thu hoạch và tổ chức tham quan bảo tàng dân tộc học huyện Quỳ Châu. Ngày 31 tháng 3 năm 2015, tuổi trẻ huyện Quỳ Châu đã tổ chức chương trình Tháng 3 biên giới tại xã Kết Nghĩa Hạnh Dịch, huyện Quế Phong. Hạnh Dịch là xã vùng cao biên giới của huyện Quế Phong quản lý và bảo vệ 10,5 km đường biên giới với nước bạn Lào. Thời gian qua, đồn biên phòng cùng với Đảng bộ và nhân dân của xã Hành Dịch đã đoàn kết thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, từng bước giúp dân xóa đói giảm nghèo. Bên cạnh đó, xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Là đơn vị được Ban Thường vụ tỉnh Đoàn phân công kết nghĩa trong những năm qua, tuổi trẻ huyện Quý Châu thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu, thăm hỏi, động viên thắt chặt tình đoàn kết gắn bó. Dịp này, tuổi trẻ Quý Châu đã tổ chức hoạt động tình nguyện bằng việc thăm và tặng 15 xuất quà cho các gia đình chính sách và học sinh nghèo vượt khó của hai trường, trường tiểu học và trường trung học cơ sở hành dịch, tặng quà cho đảng bộ và chính quyền xã và đồn biên phòng Hải dịch với tổng trị giá gần 9 triệu đồng. Sau hoạt động tặng quà, hai đơn vị đã tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao nhằm thắt chặt tình đoàn kết gắn bó, thắt chặt nghĩa tình kết nghĩa giữa tuổi trẻ Quý Châu với đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã biên giới hạnh dịch. Sáng ngày 29 tháng 3 năm 2015, cán bộ và nhân dân khối hạnh khai thị trấn Tân Lạc đã tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Khối Văn hóa năm 2014. Khối hạnh khai có 124 hộ, 489 nhân khẩu. Trong những năm qua, nhân dân trong khối luôn tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới của Đảng. Cán bộ và nhân dân trong khối luôn chấp hành và thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, hương ước và quy ước của địa phương. Nhân dân khối hạnh khai đoàn kết, khắc phục những khó khăn để xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Chăn nuôi là thế mạnh của khối hiện nay. Tổng đàn gia súc có 173 con, gia cầm trên 1.200 con. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt 1,9 triệu đồng trên một người trên một tháng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 15 hộ, chiếm 12,1%. Tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt cao 95 trên 124 hộ. Hệ thống điện, đường đã được kiên cố hóa. Hưởng ứng cuộc vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, toàn khối đã tích cực hưởng ứng, tham gia. Từ đó, đời sống kinh tế xã hội của khối ổn định, các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì và phát triển. Với kết quả đó, năm 2014, khối Hạnh khai vì dự được đón nhận danh hiệu khối văn hóa. Bước sang năm 2015 và những năm tiếp theo, khối tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt nghị quyết Trung ương năm khóa 8 về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Xây dựng và phát triển hệ thống thiết chế văn hóa thể thao, tăng cường công tác xây dựng đảng, phấn đấu chi bộ, trong sạch, vững mạnh, tiếp tục thực hiện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để khối hạnh khai, vững mạnh về mọi mặt. Sáng ngày 29 tháng 3 năm 2015, Bản Hành Tiến xã Châu Hạnh đã tổ chức đón nhận làng nghề sản xuất hương trầm năm 2014. Nghề làm hương trầm của Hạnh Tiến có từ năm 1995. Hiện nay, bản có 30 hộ làm nghề, chiếm 30,7% tổng số hộ. Hàng năm, doanh thu từ sản xuất hương đạt trên 1,4 tỷ đồng. Bình quân thu nhập đầu người trong bản đạt trên 37 triệu đồng trên một người trên một năm. Với kết quả đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã công nhận làng nghề sản xuất hương Trầm Hạnh Tiến. Đây là động lực để bản Hạnh Tiến tiếp tục phát huy nghề làm hương trầm đáp ứng với các tiêu chí quy định về xây dựng làng nghề, góp phần xây dựng thương hiệu hương trầm Quỳ Châu ngày càng nổi tiếng, tạo chuỗi việc làm, thu nhập ổn định cho lao động địa phương. Một Sáng ngày 27 tháng 3 năm 2015, bản Pa Cọ, xã Châu Hạnh, tổ chức lễ đón nhận danh hiệu làng văn hóa cấp huyện năm 2014. Bản Pa Cọ có diện tích tự nhiên 159 ha, 108 hộ. 475 nhân khẩu, 100% là đồng bào Thái. Những năm trước, đời sống của bà con còn gặp nhiều khó khăn do thiếu vốn, thiếu khoa học kỹ thuật, đất đai. Nhưng nhờ sự cần cù, chịu khó và được nhà nước hỗ trợ, nhân dân trong bản đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, đem lại hiệu quả kinh tế. Đến nay, toàn bản trồng được 32 hecta cây keo, 17 hecta lúa, 32 hecta mía, 6 hecta ngô và sắn phát triển chăn nuôi bò lợn. Kinh tế phát triển, đời sống tinh thần của nhân dân được cải thiện đáng kể. Trong bản, không còn nhà rột nát, tạm bỡ, 100% hộ được sử dụng điện lưới quốc gia. 100% gia đình được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh. Nhiều gia đình có tivi để theo dõi tin tức, giải trí. Cùng với đó, cán bộ trạm y tế xã còn thường xuyên cử cán bộ xuống tuyên truyền, vận động nhân dân cách ăn ở hợp vệ sinh nên trong làng không để xảy ra dịch bệnh. Trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường. Nhờ vậy, những hủ tục được đẩy lùi, các giá trị văn hóa truyền <laughs> thống, đầm đà bản sắc dân tộc luôn được bảo tồn và phát huy. Nhân dân bản Pa Cọ, một lòng tin theo đảng, nhà nước, không nghe theo lời kẻ xấu. Tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Mong rằng trong thời gian tới, bà con nhân dân bản và cỏ tiếp tục phát huy thành tích, khắc phục khó khăn, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, giữ vững và phát huy danh hiệu làng văn hóa, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, làng bản đổi mới. Hiện nay, trà lúa xuân năm 2015 của 12 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Quý Châu xuất hiện bệnh đạo ôn gây hại trên diện rộng. Để chủ động, phòng trừ bệnh gây hại, Ủy ban Nhân dân huyện trạm bảo vệ thực vật kết hợp với bà con nông dân đã tăng cường kiểm tra đồng ruộng để phát hiện xử lý kịp thời hạn chế mức thấp nhất sự gây hại ảnh hưởng đến năng suất lúa. Gia đình ông Đồng Thanh Huân, khối 2, thị trấn Tân Lạc luôn chú trọng đến việc chăm sóc đồng ruộng, đặc biệt là phát hiện các sâu bệnh gây hại để kịp thời phòng trừ. Sau khi cấy xong, ngày nào ông cũng thường xuyên ra thăm ruộng để dẫn nước và phát hiện sớm sâu bệnh gây hại sau khi phát hiện trên trà lúa xuân xuất hiện các chấm vàng hình tròn, hình bầu dục và trong có màu nâu. Với kinh nghiệm làm nông lâu năm, ông biết được diện tích ruộng đang mắc bệnh đạo ôn. Gia đình đã chủ động phun trừ kịp thời bằng thuốc đặc hiệu cabim. Phát được bệnh đúng cái bệnh có nó rồi thì ta mua đúng thuốc. Và <laughs> khi đã mua đúng thuốc rồi thì ta làm cho được cái bốn đúng. Một là đúng bệnh này, rồi đúng thuốc này. Hai nữa là <laughs> cái hòa đúng và đi đủ tức là bốn đúng. Vụ xuân năm nay toàn huyện Quý Châu gieo cấy được 1.800 hecta lúa nước. Vào thời điểm này lúa đang ở cuối giai đoạn đứng cái và chuẩn bị bước vào thời kỳ làm đồng. Hiện nay các trà lúa của 12 xã thị trấn đều xuất hiện mầm bệnh đạo ôn gây hại. Trong tổng số hơn 300 hecta lúa bị nhiễm bệnh, trong đó có hơn 100 hecta bị nhiễm nặng gây cháy lụi. Theo nhận định của trạm bảo vệ thực vật huyện Quỳ Châu, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do người dân bón thừa đạm, ruộng để thiếu nước và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật chưa đúng quy trình kỹ thuật. Ngoài ra, bệnh đạo ôn lây lan là do thời tiết miền núi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời hừng nắng, có gió nhẹ, thuận lợi phát tán nhanh trên diện rộng. Tuy nhiên, dù bệnh đạo ôn gây hại đang phát tán nhanh, nhưng bà con nông dân các xã vẫn chưa chú trọng thăm đồng và sớm phun trừ qua quá trình điều tra cũng như kiểm tra trên đồng ruộng chúng tôi thấy rằng các người dân là chưa chú trọng với ruộng phun thuốc chưa đủ lượng được thuốc mua thuốc còn mua thuốc trôi nổi chưa đúng, có thể là thuốc quá hạn có thể là thuốc không đặc hiệu với cái bệnh đạo ôn vì vậy cái hiệu quả phong trừ còn hạn chế cái thứ hai nữa tức là với tập quán của bà con nông dân đang còn ỉ lại vì vậy là cái tỷ lệ bà con phun được đến đông ruộng thì cũng rất là ít. Lúa xuân năm nay cơ bản được gieo cấy trong khung thời vụ tốt nhất, tranh lệch thời vụ giữa các địa phương không lớn, do vậy đến nay các trà lúa xuân đang sinh trưởng, phát triển khá tốt. Để đảm bảo cho vụ xuân giành thắng lợi toàn diện, trước mắt các địa phương cần tập trung phòng trừ bệnh đạo ôn, thường xuyên thăm đồng, phát hiện kịp thời các sâu bệnh sẽ gây hại như sâu đục thân, dày nâu và chuột để tránh lãng phí và ô nhiễm môi trường. Khi phun trừ, bà con nông dân không kết hợp với bất kỳ loại thuốc nào khác ngoài thuốc trị bệnh đạo ôn. Sử dụng thuốc cần chú ý cho thêm nước vào ruộng, ngưng bón phân đạm và không phun phân bón hoặc chất kích thích sinh trưởng trên lá lúa. Chương trình thời sự của Đài truyền thanh truyền hình Quỳ Châu đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại qua cổng thông tin điện tử huyện Quỳ Châu tại địa chỉ website www quỳ châu nghệ an gv vn xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau